Hello, chào mừng tất cả mọi người đến với live stream của Hùng. Chúng ta cùng đến với trận đấu đôi nam nữ của giải cầu lông. Giải cầu lông gì nhỉ? Minh Ngọc, Sport mở rộng. Hello mọi người, nếu mọi người vào xem live stream thấy được cái live stream này thì chúng ta comment 2 để chào nhau nha. Phía gần màn hình là cặp đôi Kiên Loan, phía sau màn hình là cặp đôi Đức Khánh và Thảo. Đây là một trận đấu đôi nam nữ phong trào, cũng tương đối là hay đấy ạ. Phát cầu ngoài sân. Hello anh Ngô Văn Quang, xin chào tất cả mọi người. Xin chào 116 người xem, vừa vào đã hơn 125 người rồi. Xin chào anh Duy Dương, xin con chào cô Nguyễn Thúy nhá. Chào tất cả mọi người. Hello anh Lê Tiến, xin chào Kyo Trần. Xin chào anh Nhàn Thống Phan Cứng nhá. Ok, 173 người rồi. Em chào anh Nguyễn Bá Minh. Từ giờ đến tối Hùng live stream giải cho mọi người xem nhá. Giải cầu lông Ngọc Minh Sport mở rộng có rất nhiều các vận động viên phong trào khu vực Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận tham gia. Giải đấu các vận động viên nói rằng đánh đến 7 vòng rồi mới bắt đầu có huy chương. Thì mọi người đủ biết là số lượng vận động viên đông đảo như thế nào. Em chào anh Nguyễn Bá Minh. Hello anh Đức Hào, chúng ta cùng đến với nhà thi đấu Đền Lừ nhé mọi người. Sân nhà thi đấu Đền Lừ Hoàng Mai, Hà Nội. Cầu ngoài sân, điểm số 5 đều. Điểm 6-5 cho cặp đôi Kiên Loan. Nam Mạnh Sân, anh đánh chưa Hùng ơi? Đang đánh anh ơi. Anh Hậu Nguyễn ơi, đang đánh bên kia. Sắp thua rồi. Trận Nam Mạnh em quay lại rồi đấy ạ. Nhưng mà lúc nãy bị dẫn điểm sâu, khả năng là khéo hai anh em dắt nhau về sân Thạch Bàn rồi. Đập cầu khá căng từ cầu lôi. Mọi người ai rảnh thì vào xem live stream một chút nhá. Giải đấu này thì trình độ nó ở mức tốt thôi chứ cũng không phải là top đầu. Không phải top đầu của cầu lông phong trào. Giải Ngọc Minh Sport mở rộng. Nhé anh Lâm Phong ơi. Phía gần mình chúng ta là cặp đôi Kiên Loan. Phía ra màn hình là cặp đôi Đức Khánh Thảo. Đức Khánh đến từ trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhưng mà ra trường rồi. Cũng từng giành rất nhiều huy chương giải sinh viên. Còn anh Kiên phía gần màn hình đây thì phải nói là một tay vợt khá nổi. Anh hôm trước Hùng xem anh ấy chụp cái ảnh treo huy chương mà treo từ tầng 2 xuống tầng 1 toàn huy chương không. Đây mới chỉ là vòng ngoài thôi, những trận đấu vòng trong sẽ còn hay hơn nữa. Và những trận đấu sau mọi người lại tiếp tục theo dõi và ủng hộ Hùng nha. Wow.
Đánh lỗi thế nhờ, như kiểu cóng ấy. Điểm số 11-12, trận đấu sẽ đánh 1 set 25. Cầu ngoài. Mười ba mười một. Điểm số 14-11. Đập rất căng. Hay quá, nữ bắt chặn. Em chào anh xe điện Gia Bảo nhé. Ok, anh Nguyễn Bá Minh có vẻ cũng hơi cóng cóng ạ. Đập cầu rất tốt. Anh em xem tạm chuyện đôi nam nữ, tí có đôi nam cùng quay cho mọi người xem nha. Đôi nam sẽ hay hơn nhiều. Cầu lôi. Em chào anh Nguyễn Trọng Tiến, giải bé ở Hà Nội mà anh, giải phong trào. Băng ở đầu gối để nó trợ lực cho đầu gối anh, hoặc là nó hỗ trợ lực cho gối khi mà chân mình nó yếu, đầu gối nó cảm giác yếu mà khuỵu chân ấy, thì mình đeo vào nó sẽ chắc chắn hơn. Đập cầu tốt. Hai đội động viên tiến hành đổi sân. Điểm 16-14. Ok, Toàn Vũ ơi, hôm nay chắc em không về Thạch Bàn được đâu. Nay quay hết giải này chắc phải đến tối. Sân này hơi ánh sáng, hơi tối một chút. Đúng rồi anh Quốc Huy ơi, đúng là Đức Khánh của Học viện Nông nghiệp ở Lạng Sơn đấy ạ, chuẩn rồi nhá. Em chào anh Hưởng Trọng ạ, chào tất cả mọi người. Trượt mất. Điểm số 16 đều. Đúng rồi, Khánh Nông nghiệp anh ơi. Hay quá. Mỗi tội không có đường cầu giằng co mấy.
Tại vì nữ đánh không xuất sắc lắm nên là không có những đường cầu rằng co nha mọi người. Thôi chờ vào những vòng bán kết chung kết thì nó sẽ hay. Điểm số 17-16. Đồn cầu cho Lữ, đúng rồi. Lữ đánh thông minh phết. Điểm số 17 đều, trọng tài đọc điểm to, rất đẹp trai. Đúng rồi nhá, thi đấu đền lừ nha anh Nguyễn Đức Anh ơi. Thằng em Nguyễn Đức Anh. Ép cầu ngoài, có vẻ các vận động viên đánh bị tâm lý sao sao mà đánh hỏng nhiều đấy. Long Tú gặp Đức Long à, sân số 5 à. Sân 5 là sân nào nhờ? Ok, đã có thấy trận đôi nam. Bây giờ cũng sẽ ra bên kia quay trận đôi nam lại, sẽ up lên kênh YouTube Sport Home Badminton cho mọi người xem sau. Đập nặng thật. Sân này loãng nhưng mà các vận động viên đập rất nặng. Không nghe thấy tiếng mấy nhưng mà thực chất thì đường cầu đi rất. Chưa thấy các vận động viên ra sân nhỉ. Hay quá, rất cố gắng. Lại đánh vào chỗ họ rồi. Bên kia cóng, đánh rung lưới. Ok, Nguyễn Đức Anh. Giật cổ tay rất hay. Vẫn bọc được, không kịp rồi. Nữ chặn cầu rất nhanh. Em chào anh Hà Hậu Hảo. Cảm ơn đã giúp em chia sẻ live stream. Nữ có vẻ hơi yếu nhỉ. Cũng gọi là hơi yếu đấy ạ. Nhưng mà so với trung bình thì em thấy vẫn tốt hơn. Vẫn tốt hơn trung bình ấy. Rất nặng tâm lý các vận động viên. Điểm số 21-19, 22-19, nữ bên này đánh chỉ cần chặn lưới như thế thôi. Rất là hay. Đập rất cao, đập cầu rất cắm. 23-19 rồi. Các vận động viên hình như sẽ đánh một set 31 mọi người ạ. Vì nãy không thấy 16 mới đổi sân. Về cầu rất bình tĩnh, hay quá. Nữ đánh, ôi. Nữ này đánh hay. Hay phết. Tôi Hùng sang bên kia quay trận đôi nam đây, mọi người cứ ở đây xem nha. Hết trận này Hùng chuyển trận khác cho mọi người. Đập cầu ngoài sân, cầu cạch. Hay quá em ơi. Thank you.
Điểm số 29-27. Anh Hậu ơi, em không mang đồ. Chắc là quay em nghĩ phải đến muộn mới xong giải này anh ạ. Đôi sân anh bị thua mất rồi. Điểm số 30-27 bên kia lật kèo. Điểm 28-30, cơ hội vẫn còn. Ok,
Ok anh Đức Tuấn Trần, vượt Li Ninh cân bằng đánh đôi em có anh ơi. Anh nhắn tin vào trang này tối em tư vấn cho. Rất đáng tiếc trận đấu kết thúc. Chiến thắng cho cặp đôi phía xa mình, cặp đôi Kiên Loan. Đôi Khánh Thảo đã dẫn đầu trận nhưng đến cuối cùng bị lật kèo, rất đáng tiếc. Xin phép mọi người Hùng kết thúc cái live stream này ở đây. Và tí nữa có trận nào thì Hùng lại live stream mọi người xem nha. Cảm ơn rất nhiều. Mọi người đừng quên đăng ký nhận thông báo nha.